đúng cái tên đấy. Vâng. Xưởng đồ gỗ Công Nhung xin kính chào các bác, chú anh chị. Hôm nay là buổi trưa ngày mùng 1, ngày mùng 7 tháng 1 ạ. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Em đồ gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón gia đình anh chị Quang Thắng, có địa chỉ tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, cách đồ gỗ Công Nhung là 70 cây. Hôm nay anh chị về tham quan bộ ghế. Sau khi tham quan lựa chọn thì anh chị đã chốt cho gia đình bộ ghế rổ chun, tay cột 14, đục dáng đào tiên, tay cuốn, chân móc, bộ gồm 6 món. Cũng như mọi gia đình là anh chị đang ký nhận toàn bộ sản phẩm gồm 6 món. Trong buổi chiều nay Công Nhung sẽ vận chuyển bàn giao trực tiếp về cho gia đình anh chị, trực tiếp tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây, hôm nay đi cùng có hai con của anh chị đấy ạ, hai thanh niên này. Và hiện tại xưởng đồ gỗ Công Nhung đã dựng xong rất nhiều ghế rổ chun, có đủ cỡ tay 12, tay 14, tay 16, tay 18, tùy theo không gian khẩu độ từng gia đình. Các bác và cô chú của anh chị có thể lựa chọn cho gia đình mình những kích cỡ phù hợp nhất. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ đến đồ gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Xưởng đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ trụ sở Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Trụ sở Yên Bái, chi nhánh 3 đấy ạ. Tại cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan đồ gỗ Công Nhung, tham quan trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang và trực tiếp tại cơ sở Yên Bái, có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp. Hiện nay Công Nhung đã dựng xong trên 200 bộ ghế rồi. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, mình sẽ được thoải mái lựa chọn mục sở thị toàn bộ phần mộc. Ở những bộ mộc mình sẽ đánh dấu dưới đáy của sản phẩm, sau đó đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện để bàn giao. Ngoài ra thì những bộ phun rồi sẽ chở luôn. Rồi, thay mặt đồ gỗ Công Nhung một lần nữa cảm ơn anh chị nhé. Anh ra ngoài kia rửa tay, có chỗ rửa tay. Vâng, chúc gia đình mình luôn luôn nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị.